Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Trước ống kính, bản tin đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019. Như vậy là 3 ngày Tết đã trôi qua, hôm nay đã là ngày 8 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết. Thay mặt cho những người thực hiện bản tin Trước ống kính, Minh Thư xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật về an ninh trật tự, an toàn xã hội vào khung giờ quen thuộc 18 giờ hàng ngày trên kênh BRT. Nhân dịp đầu năm mới, kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ nghỉ dài, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thì tình hình trật tự an toàn giao thông lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện du xuân tăng đột biến, cộng với đó là tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia quá độ, dẫn đến việc không làm chủ được tay lái. Bộ Công an cho biết, 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. Riêng trong ngày 7 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người. Một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 1 người. Sau 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 54 vụ, giảm hơn 23%, giảm 67 người chết, giảm trên 37%. Số người bị thương giảm 36 người, giảm hơn 19%. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngày mùng 2 Tết, tại nhiều nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng, có thời điểm hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đứng một chỗ, kéo dài hàng cây số. Tại phía Nam, nhiều khu vực cũng bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện đổ về các điểm du lịch tăng đột biến. Liên quan đến vụ cướp trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây gây xôn xao dư luận. Sau chưa đầy 1 ngày gây án, thì đến 23 giờ khuya hôm qua ngày 7 tháng 2, 2 nghi can của vụ cướp đã bị bắt giữ. 2 nghi can vụ cướp trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây là Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, quê Tiền Giang, đăng ký thường trú tại phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, quê Nam Định. Cả hai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp táo tợn trên. Sau khi cướp được tiền, cả hai chạy trốn bằng xe máy rồi hẹn nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh để chia tiền. Khi cả hai hẹn nhau ở ga Sài Gòn để chia tiền thì bị các trinh sát công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm một số vàng Nam mua bằng tiền cướp được, khoảng 100 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan. Hiện cả hai đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Chuyển sang thông tin khác, liên quan đến vụ án nữ sinh bị mất tích vào chiều 30 Tết, khi đi giao trứng giúp mẹ ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện thi thể nữ sinh xấu số và đang điều tra làm rõ cái chết bất thường của cô gái trẻ này. Theo thông tin từ Công an xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, ngày 7 tháng 2, lực lượng công an xã đã phát hiện thi thể của nữ sinh xấu số bị mất tích từ chiều ngày 30 Tết, tức ngày 4 tháng 2. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái 21 tuổi này. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trên đất, trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ có quần lót. Phần cơ thể bên trên vẫn còn áo, mũ bảo hiểm trùm trên đầu. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 2, tức chiều ngày 30 Tết, nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên, 21 tuổi, trú tại thôn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đi giao gà cho mẹ nhưng không thấy về. Đêm cùng ngày, người thân trong gia đình tá hỏa đi tìm nhưng vẫn không thấy. Phía gia đình tìm được chiếc xe của Duyên dừng ở đường cách nhà khoảng chục km. Nạn nhân Duyên là con cái út trong nhà. Gia đình Duyên thuộc diện kinh tế ổn định ở địa phương. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cuối năm, nguy cơ cháy nổ là rất cao, đặc biệt là các kho, xưởng, chợ, trung tâm thương mại, nhà ở kết hợp với kinh doanh. Bởi những cơ sở này tập trung khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường Tết. Trước tình hình đó, dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa, tuy nhiên nhiều người dân vẫn lơ là nên nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn. Tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, thì cả nước đã xảy ra hơn 20 vụ cháy, làm chết 1 người và gây thiệt hại nhiều tài sản. Ngoài các vụ cháy xảy ra trong nhà dân thì các kho bãi dự trữ gỗ, giải, nhà hàng và các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí cũng là khu vực xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong những ngày kỳ Tết Nguyên Đán năm nay, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu là do người dân, các doanh nghiệp còn lơ là chủ quan trong ý thức tổ chức phòng cháy chữa cháy. Nhiều vụ cháy do người dân bất cẩn đốt vàng mã, thắp nhang trong ngày Tết. Còn có những vụ cháy xảy ra ở kho bãi thì chủ yếu do xảy ra các sự cố về điện, gây chập điện phát sinh đám cháy. Thông tin cuối cùng được cập nhật tại Thừa Thiên Huế. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận 9 thuyền viên tàu Đức Phát 66 do ông Nguyễn Huy Hùng làm thuyền trưởng, bị nạn khi đang lưu thông hàng hóa trên biển. Tàu Đức Phát 66 của công ty vận tải biển Hải Đạt, địa chỉ tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình, chở 1.853 tấn gạo từ An Giang tới Hải Phòng. Trên tàu có 9 thuyền viên. Trên đường vận chuyển đến khu vực vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế thì thuyền viên phát hiện tàu bị nước tràn vào hầm hàng. Ngay sau đó, thuyền trưởng tàu đã phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 1, đồng thời chỉ đạo đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục liên lạc với tàu bị nạn và phát thông báo tìm kiếm cứu nạn cho các tàu lân cận đang đánh bắt trên biển tổ chức cứu nạn. Sau khi nhận được thông tin, tàu Long Phú 18 đang hành trình từ Nghệ An đi Dung Quốc, Quảng Ngãi đã phát hiện các thuyền viên tàu Đức Phát đang trên phao bè nên tiếp cận để cứu người. Đến 7 giờ 15 phút ngày 7 tháng 2, 9 thuyền viên tàu Đức Phát 66 đã lên tàu Long Phú 18 an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi tiếp nhận các thuyền viên, trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã liên lạc với người thân làm thủ tục đón nhận 9 thuyền viên. Đến đây bản tin trước ống kính, bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện xin được khép lại. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần du xuân hoặc trở lại nơi làm việc vui vẻ, an toàn. Chúng tôi rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.